Thời gian gần đây, tình trạng ngộ độc thực phẩm hiện có xu hướng gia tăng do việc chế biến và bảo quản thực phẩm sai cách. Bên cạnh các trường hợp nhiễm khuẩn nặng, đa số các ca ngộ độc được phát hiện sớm đều tự khỏi sau vài ngày và có thể chăm sóc tại nhà. Do đó, việc phát hiện và xử trí đúng khi bị ngộ độc thức ăn là vô cùng quan trọng trong những trường hợp ngộ độc thực phẩm nhẹ. Để giải độc cho cơ thể, người bệnh cần bổ sung chất lỏng và bù nước. Vậy sau khi bị ngộ độc thực phẩm nên uống những loại nước gì để nhanh hồi phục? Thực tế, ngộ độc thực phẩm là tình trạng bệnh lý có thể gây buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy. Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm là do người bệnh ăn phải những thực phẩm có chứa vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Sau khi xác định ngộ độc thực phẩm và sơ cứu bước đầu, người bệnh nên để dạ dày ổn định. Điều này có nghĩa là bạn nên tránh ăn uống trong vài giờ. Sau đó, chúng ta cần bổ sung ngay nước uống hoặc các loại chất lỏng giúp cơ thể không bị mất nước. Vì sau khi ngộ độc thức ăn, người bệnh thường nôn mửa, tiêu chảy khiến cơ thể mất nước hơn so với bình thường. Người bệnh cần uống từng ngụm nước nhỏ ngay khi có thể. Bên cạnh đó, người bệnh cũng có thể sử dụng dung dịch bù nước đường uống, đặc biệt là với những đối tượng như trẻ nhỏ, người già và người có bệnh nền. Ngoài ra, nước ép trái cây pha loãng, đồ uống thể thao và các loại nước canh, nước hầm thịt hoặc rau củ cũng có thể dùng để bổ sung chất lỏng cho người bị ngộ độc thực phẩm. Sau khi người bệnh có thể ăn uống trở lại, nên cho người bệnh ăn những thức ăn dễ tiêu hóa, thân thiện với dạ dày. Chế độ ăn BRAT bao gồm chuối, gạo, suất táo và bánh mì nước được khuyến cáo dành cho người mới bị ngộ độc thực phẩm. Trong thời gian này, tốt nhất nên tránh ăn các loại thức ăn giàu chất béo vì chúng sẽ làm gia tăng áp lực làm việc cho dạ dày. Một số chuyên gia y tế khuyến cáo người bệnh nên bổ sung các loại men vi sinh, probiotic sau khi bị ngộ độc thức ăn. Các loại men vi sinh có tác dụng cân bằng hệ vệ sinh đường ruột, giảm thiểu triệu chứng đau bụng và tái khởi động lại hoạt động của đường tiêu hóa. Tuy nhiên, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng các loại men vi sinh vì cơ địa và mức độ ngộ độc của từng người là khác nhau. Một số loại trà thảo dược cũng có thể làm giảm các triệu chứng khó chịu do ngộ độc thức ăn, điển hình như trà gừng. Uống một cốc trà gừng hoặc ngậm một lát gừng tươi trong miệng có thể làm dịu dạ dày và cải thiện các triệu chứng khó chịu do ngộ độc thực phẩm. Trà húng quế. Uống một cốc nước ép từ húng quế thêm một chút mật ong có thể giúp làm giảm cảm giác đau quặn bụng. Nước chanh ấm. Nước cốt chanh pha cùng với nước ấm, uống nhiều lần trong ngày giúp làm sạch dạ dày và giảm viêm. Mặc dù trong nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm, việc uống thuốc là điều không cần thiết. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các loại thuốc cầm tiêu chảy không kê đơn có thể được chỉ định để kiểm soát triệu chứng do ngộ độc. Ngoài ra, người bệnh không nên uống bất kỳ loại thuốc khi tự chữa ngộ độc tại nhà nếu không có chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh các loại thức uống giúp bù nước và có tác dụng kháng khuẩn, làm giảm các triệu chứng khó chịu do ngộ độc thực phẩm gây ra, thì cũng có những loại thức uống khiến tình trạng ngộ độc trở nên trầm trọng hơn. Các loại nước có cồn và chứa caffeine như rượu, bia hoặc cà phê. Việc tiêu thụ các loại đồ uống có cồn, caffeine khiến bạn đi tiểu nhiều, dẫn đến việc mất nước trở nên nghiêm trọng hơn. Sữa và các chế phẩm từ sữa. Việc tiêu thụ sản phẩm từ sữa ngay sau cơn ngộ độc thực phẩm có thể dẫn đến biến chứng hoặc khiến tình trạng tiêu chảy, buồn nôn càng thêm nặng. Trên đây là một số cách giúp người bệnh dễ chịu hơn khi xử trí với ngộ độc thực phẩm tại nhà. Tuy nhiên, trong trường hợp ngộ độc không được kiểm soát, cần nhanh chóng đến bệnh viện để kịp thời cấp cứu. Ngộ độc thực phẩm là một tình trạng khá phổ biến, có thể gặp ở mọi độ tuổi. Các triệu chứng thường xuất hiện nhanh trong thời gian ngắn và khá nghiêm trọng, có thể gây đe dọa tính mạng, cần được cấp cứu can thiệp kịp thời. Sau đây sẽ là 3 cách sơ cứu ngộ độc thực phẩm đơn giản bạn cần biết để tránh để lại nguy hiểm. Ngộ độc thực phẩm là gì? Tình trạng ngộ độc thực phẩm hay ngộ độc thức ăn, trúng thực xảy ra khi bạn ăn phải các thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn, virus gây bệnh hay có độc tố mạnh hoặc do ăn phải thức ăn ôi thiêu có chứa nấm mốc. Triệu chứng ngộ độc thực phẩm cho thấy cần sơ cứu ngay. Các biểu hiện của ngộ độc thực phẩm thường không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các tình trạng khác. Bạn cần tiến hành sơ cứu ngộ độc thực phẩm nếu có các triệu chứng sau. Các dấu hiệu trên đường tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Biểu hiện mất nước, khát nước, khô môi, khô da, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu. Nếu tác nhân gây ngộ độc là do vi khuẩn, có thể có dấu hiệu nhiễm trùng, sốt,
lưỡi bẩn. Nếu ngộ độc nghiêm trọng sẽ có các triệu chứng trên hệ thần kinh, rối loạn cảm giác, yếu, liệt, cứng cơ, nhìn mờ, co giật, lẫn lộn, lơ mơ, hôn mê. Trên hệ tim mạch, hô hấp, đau ngực, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, khó thở. Trên hệ tiêu hóa, đau bụng liên tục, tiêu chảy nhiều, phân có máu. Các biểu hiện trên có thể xảy ra ngay sau khi ăn phải thực phẩm bị ô nhiễm hoặc thậm chí sau đến vài giờ hoặc vài ngày. Cách sơ cứu khi bị ngộ độc thực phẩm. Thứ nhất, gây nôn nếu bệnh nhân không có biểu hiện nôn. Để hạn chế độc tố từ thức ăn ngấm vào cơ thể, biện pháp sơ cứu ngộ độc thực phẩm đầu tiên là kích thích để người bị ngộ độc nôn ra những thức ăn đang ở trong dạ dày đi ra ngoài. Có thể rửa sạch tay rồi đặt vào lưỡi người bệnh để kích thích gây nôn. Bệnh nhân cần nôn càng nhiều thức ăn trong dạ dày càng tốt. Trong lúc tiến hành gây nôn, cần đặt người bệnh nằm nghiêng, phần đầu kề hơi cao để chất thải khi nôn ra không bị trào ngược vào phổi, không kích thích quá mức gây sặc cho người bệnh. Với trường hợp bị ngộ độc thực phẩm đã hôn mê thì không nên thực hiện kích thích gây nôn vì sẽ dễ gây sặc. Thứ hai, cho người bệnh uống thật nhiều nước và được nghỉ ngơi. Sau khi bệnh nhân nôn và đi ngoài liên tục thì cơ thể sẽ bị mất nhiều nước. Chính vì vậy, đó là lúc cần tiến hành bù nước cho người bệnh. Có thể sử dụng nước lọc, dung dịch Orezon hoặc nước gạo rang để bù lượng nước mất đi. Thứ ba, gọi cấp cứu theo số máy 115 hoặc đưa bệnh nhân đến ngay tại cơ sở y tế gần nhất. Vì mặc dù đã tiến hành sơ cứu ban đầu, song bệnh nhân vẫn có thể gặp nguy hiểm và biến chứng bất cứ lúc nào. Vậy nên, người bị ngộ độc cần được sự trợ giúp và theo dõi từ nhân viên y tế. Những điều nên làm và nên tránh trong quá trình hồi phục sau ngộ độc thực phẩm. Ăn uống từ từ trở lại với những thức ăn nhạt, dễ tiêu như bánh mì, cơm, thịt gà, chuối. Nếu vẫn buồn nôn thì không nên cố ăn. Bổ sung probiotic, men vi sinh giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tái khởi động lại hoạt động của hệ tiêu hóa. Dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Nên tránh, không nên tự ý dùng thuốc chống nôn ói hay thuốc cầm tiêu chảy. Đây là những phản ứng tự nhiên giúp cơ thể loại bỏ chất độc ra ngoài. Sau khi có thể ăn uống lại, hãy tránh các loại thực phẩm sau. Các thực phẩm gây khó tiêu, dễ kích thích gây buồn nôn như đồ chiên rán, thức ăn nhiều dầu mỡ, sữa và thực phẩm chế biến từ sữa động vật như bơ, phô mai. Hạn chế nhóm này trong vài ngày vì lúc này cơ thể bệnh nhân không dung nạp được lactose, có thể gây đầy bụng và khó tiêu. Đồ uống có ga, đồ uống có cồn vì chúng chứa các chất kích thích và gây lợi tiểu, làm nặng thêm tình trạng mất nước. Đồ tái, còn sống, chưa qua chế biến. Đồ ngọt như bánh kẹo, các loại thực phẩm chế biến sẵn.